Mới đây tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và ký thỏa thuận phúc lợi đoàn viên. Trong 10 năm qua, Công đoàn Công thương Việt Nam thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người lao động trong ngành nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, lồng ghép nội dung cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Từ đó đã góp phần tạo chuyển biến về ý thức và thói quen sử dụng hàng Việt Nam trong công nhân viên chức lao động, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính sự nghiệp trong ngành, tạo mối liên kết giữa nhà sản xuất, nhà phân phối trong nước với người tiêu dùng. Để tăng cường mối liên hệ gắn kết, hợp tác hai bên cùng có lợi, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động, hưởng ứng năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, Công đoàn Công thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã ký kết các thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Thỏa thuận này nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn và người lao động ngành công thương sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất lượng với các chính sách ưu đãi.